Video phản ứng của nam phóng viên khi được hai cô gái hôn ở World Cup. Video trên cho thấy khoảnh khắc một nam phóng viên Hàn Quốc bị hai cô gái hôn vào má trong khi đang đưa tin trực tiếp về World Cup tại Nga, tờ The Sun đưa tin. Quang Kyu Hwa-Lờ Gieo, phóng viên của kênh truyền hình Hàn Quốc MBN, đang lên hình trực tiếp thì hai nữ cổ động viên lần lượt đến gần anh. Quang đã giữ được bình tĩnh sau khi bị cô gái đầu tiên hôn. Nhưng nam phóng viên không thể bình tĩnh nữa sau khi người hâm mộ thứ hai chạy đến ôm hôn anh. Điều này khiến Quang bật cười ngay trên sóng trực tiếp. Đây là video mới nhất trong loạt video quay người hâm mộ hôn phóng viên đưa tin về World Cup. Nhưng tất cả đều là nam cổ động viên chạy tới hôn nữ phóng viên. Đầu tuần này, nữ phóng viên người Tây Ban Nha Maria Gomez đã rất tức giận khi bị một người hâm mộ hôn. Sau khi anh ta chạy đi và cười lớn, cô hét lên ngay trên sóng truyền hình, trời ơi, thật ư. Đăng video lên mạng xã hội, Maria giận dữ viết, tôi muốn đăng video này lên để những người nói rằng đây là một trò đùa giải thích cho tôi biết có gì đáng cười ở đây. Tôi không thể thấy sự hài hước và điều này không phải là điều bình thường với tôi. Cô viết, tách, World Cup, tin World Cup, tin tức World Cup 2018, World Cup ở Nga, World Cup 2018 ở Nga, FIFA World Cup 2018.